Hải xin kính chào tất cả các chú anh chị, các bạn. Mình đã quay trở lại với kênh của Hải. Và hôm nay Hải đang có mặt là phía trước của chợ Bến Thành. Hôm nay là ngày 2 tháng 11 2022. Khu vực này thì Hải đang đứng để đi ra quay cho mọi người xem được cái phía bên ngoài này nhá. Đấy, khu vực này người ta trả được cái mặt bằng ngay cái chỗ này rồi. Nhìn rất là rộng rãi và lớn ở đây. Những cái xe lớn có thể di chuyển qua con đường này. Quay cho mọi người cùng xem góc này nhá. Đấy, ngay cái góc này bây giờ người ta cũng vẽ thành cái vạch cái đường hết rồi. Rất là tiện xe lưu thông qua đây. Đấy, trả lại hết và thu chỉ còn một đoạn nhỏ nhỏ này thôi. Đấy, hôm trước là ra đến đây này. Đến đây bây giờ người ta đã trả lại mặt bằng rồi, gọn cho xe lưu thông rồi. Khu vực này thì người ta sẽ làm cái mũi tàu ở đây để phân chia các cái làn xe đi qua. Người thấy là rất là đẹp và rộng rãi đấy. Hải đứng cái góc này quay cho mọi người xem nhé. Thì hiện tại bây giờ chợ Bến Thành thì vẫn đang còn mở cửa, nhưng mà chỉ có một số cửa chính thôi. Còn các cái sạp hàng cũ ở bên hông thì người ta đã đóng hết rồi. Đây, họ thu nhỏ lại hết rồi. Đấy, diện tích rất là nhỏ luôn. Hồi tối hôm nay thì công nhân họ đang làm nha mọi người. Đang chắc là tối hôm nay để trải nhựa xong cái lớp phía đằng trước của chợ Bến Thành để chuẩn bị trả lại mặt bằng ở phía trước sau bao nhiêu năm. Thì Hải sẽ mời tất cả mọi người mình đi xem phía bên này một ít, sau đấy mình sẽ đi lên phía bên trên kia nha, để có thể cập nhật cho tất cả mọi người xem. Hôm nay Hải sẽ đi vào phía bên trong, đi dọc đấy xem là họ làm như thế nào rồi. Hôm qua thì Hải cũng thấy là khu vực này người ta làm đấy, người ta thu nhỏ lại, nhưng mà bây giờ thì mới nhìn thấy là cái hướng đúng cái mũi tàu này, phát lên đấy, từ dưới phát lên trên. Thì hiện tại bây giờ lượng xe qua lại con đường này cũng khá là đông đúc đấy. Để đi sang bên này, mình đi dọc đấy Hải sẽ quay cho mọi người xem. Bên này thì có cái hai cái máy đo là không khí đấy, gần như là họ đo 24/24 luôn. Đây còn động lại những cái vũng nước lúc chiều nay mới mưa. Thì ở phía trước của nhà mọi người ấy là cái tòa nhà One Central thì đang ngừng hoạt động và chưa có thấy có động tĩnh gì đâu. Đấy, tắt điện tối đen luôn. Chỉ có trừ những cái ngày lễ thì có bật một số hệ thống đèn chiếu sáng ở trên cái tháp thôi. Để mình cùng đi tiếp nhé. Trên đường Hải đi qua là con đường Huỳnh Thúc Kháng giao nhau với cổng trường Quách Đình Trang này. Hai căn này luôn, một căn này với căn này, bên này có Vivaland, họ cũng tháo hết hệ thống lưới rồi. Thế còn để lại khung bản phía bên dưới đâu. Thì ở cho khu vực này thì nó cũng không có cái gì thay đổi nhiều. Nhưng mà khu vực này có vẻ là trái nhựa, không được bằng cho lắm. Nên có những cái vùng nước nó đọng lại. Hệ thống đèn chiếu sáng đã bật hết rồi. Giờ hôm nay Hải thấy là cái khu vực này nó hơi khác một xíu này. Phía bên trong kia người ta đã tháo bớt rào chắn rồi và đưa bớt cái thùng container chuyển chỗ khác rồi. Đây, mình cùng đi vào phía bên trong này.
Ở đây có cái bóng cao áp này, chiếu cho vào bên trong. Không biết là hôm sau họ sẽ cháy nhựa xong thì nó thắp thêm một số bóng cao áp ở trong này không? Nhưng Hải thấy nó vẫn hơi tối. Chỗ này có vẻ nó đọng nước hay sao nên chảy khá nhiều nước ở đây. Đây thì khu vực này thì họ chắc không trải thêm một lớp nữa đâu. Có một phía bên trong này á, nó chưa được đẹp thì chắc họ trải thêm một lớp ở đây này. Đây khu vực này thì nó chưa được bằng so với cái mặt đường chính. Tối nay thì dự kiến là sẽ trải ở đây. Họ sẽ tiêm đường cũng như là đánh dấu sẵn đó. Đây, công nhân mình cũng đang chuẩn bị rồi. Chắc tầm khoảng 10-11 giờ thì đấy họ sẽ trải nhựa. Đây đang lắp ráp máy cũng như là để cho quá trình trải nhựa tối ngày hôm nay nữa, thì sáng mai hoặc là trưa mai Hải sẽ ra đây cập nhật cho mọi người xem về quá trình hoàn thành ở đây nhé. Dự kiến là chắc Tết này là sẽ được khu vực này sẽ được xong, còn phía bên trong kia thì chắc cũng khá lâu thì họ đang mới có lát một ít ở phía bên trong thôi, nhưng mà làm được ít nào thì cũng hay đấy. Đây, hai cái máy, một cái máy trải nhựa của hai cái xe đang nổ máy rồi đấy. Thì bây giờ Hải sẽ đi về sang phía bên bên hông của chợ Bến Thành này nhá. Thì Hải đang ở phía bên hông của chợ Bến Thành. Giờ này thì cũng vắng rồi, thì muộn, bây giờ là 8:30 rồi. Thì Hải xin phép được cập nhật những cái giá đô la đến những ngày hôm nay nha, ngày 2/11/2022. Như là một số ngân hàng lớn tại Việt Nam đã mua là như giá có Vietcombank, người ta mua với giá mua vào là giá 24.751 đồng và bán ra với giá là 24.881 đồng. Còn ngân hàng BIDV người ta mua vào với giá là 24.601 đồng và bán ra với giá là 24.881 đồng, thì bằng với giá của ngân hàng Vietcombank. Tiếp theo đấy là đến ngân hàng BIDV, người ta mua vào với giá là 24.601 đồng và bán ra với giá là 24.881 đồng. Tiếp theo đấy là đến ngân hàng ACB, người ta cũng mua vào với giá là 24.600 đồng và bán ra với giá là 24.881 đồng. Tiếp theo đấy là đến ngân hàng Vietinbank, mua vào với giá là 24.572 đồng và bán ra với giá là 24.882 đồng. Ngân hàng Sacombank mua vào với giá là 24.715 đồng, bán ra với giá là 24.888 đồng. Tiếp theo đấy là đến ngân hàng MBBank, mua vào với giá là 24.710 đồng, bán ra với giá là 24.881 đồng. Và giá USD thị trường có tự do là hôm nay là mua vào với giá là 25.350 đồng và bán ra với giá là 25.450 đồng. Thì vừa rồi Hải đã cập nhật cho mọi người về giá đô la ngày 2/11/2022.
Hiện tại Hải đang có mặt tại cửa Tây của chợ Bến Thành. Khu vực mà người đang nhìn thấy là hai cửa hàng đổi ngoại tệ lớn nhất ở khu vực này. Và giá cũng gọi là cao ở đây. Hai cửa hàng này thì Hải có cập nhật nhiều lần đấy. Thứ nhất là cửa hàng Mai Vân và cửa hàng Hà Tâm, chuyên phục vụ cho mọi người đổi ngoại tệ cũng như là mua bán ở đây. Phía bên này có chợ Bến Thành thì có mấy anh đang sửa những cái kệ trưng bày hàng hóa đấy. Thì mình cùng đi dọc này một xíu, sau đấy Hải xin phép được dừng video nhá. Thì phía trước này là con đường Nguyễn An Ninh, chuyên buôn bán về đêm khá là đông khách. Hải sẽ đi qua đường này một xíu cập nhật cho mọi người xem, rồi sau đấy mình sẽ đi quay ngược lại với con đường Lê Lai. Thì các cái cửa hàng hai cửa hàng này người ta nghỉ thôi. Thì như Hải thấy thì cửa hàng Hà Tâm thứ bảy chủ nhật thì người ta vẫn mở cửa, còn cửa hàng Mai Vân thì chủ nhật người ta đóng cửa nhá. Tình hình buôn bán ở đây hôm nay nó khá là ấm lặng. Đây là những đa phần là bán mặt hàng thời trang là chính. Ở đây có cái hộp heo khá là lớn đấy. Số 15, 17, 19 đường Nguyễn An Ninh. Bên này có bán đồ ăn đêm. Khá là đông khách. Đây là có những cái xe ta bán trứng này, bắp này, nhiều cà phê. Bên trên này thì bán thời trang là chính, thời trang cho nước ngoài, người ở bên Hồi giáo là chính. Đây bán những cái ba lô này, dọc này đấy, bán những cái ba lô rất là lớn. Giá thì nó cũng không đắt lắm, coi như thấy có những cái ba lô cái giá 150.000 một cái thì cũng không là đắt so với mức giá ở quận 1 này. Còn ở trước này, con đường đây này, con đây là các bạn trẻ tụ tập uống nước, đây rất là đông. Thì Hải đang có mặt tại con đường Lê Lai đây mọi người. Dọc này thì cũng ít cửa hàng người ta mở lắm. Đi cách căn có căn người ta mở. Đây cửa hàng, gian hàng này bán ba lô. Xong rồi đến đây để cho thuê này, mà không có ai thuê này. Cái mặt hạ, cái mặt tiền đây chắc cũng khá là đắt đấy. Tiếp theo đấy, đây cũng một căn này, cho thuê này. Và sau đấy đến cái spa. Đây có cái khách sạn khá là đẹp, nằm ngay địa chỉ 283032 Lê Lai. Còn xuống cái khu này nó còn chán nữa, cũng cứ bên dưới này thì dọc này người ta đóng cửa hết đấy, toàn là cho biển cho thuê mà cũng không có ai thuê. Dọc cái con đường này khá là mặt tiền khá là đẹp á, mà không hiểu sao mà khó cho thuê đến vậy. Nhìn lâu lắm rồi, nhìn nó cũng khá là cổ. Nhìn bên chỗ tòa nhà này nó còn ám đạm hơn đấy. Tắt điện tới thui rồi. Trước thì Hải lúc ra đây đi khoảng 6 đến 8 tháng trước thấy còn có một số người ta làm. Bây giờ thì về không còn ai nữa.
Đây thì có một số cửa hộ, cửa hàng người ta kinh doanh như là bán quần áo rồi cái mặt hàng thời trang đó. Nhưng mà giờ tối thì người ta đóng cửa. Bên này này có căn nhà này khá lớn này. Và cũng không có người thuê, hai mặt tiền luôn. Mặt tiền bên đường Lê Lai, bên mặt tiền bên đường Phan Duy Trinh. Đấy, căn này đấy, rộng lắm. Thì clip Hải cũng xin phép được dừng ở đây nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem đến cuối video. Mọi người thấy video hay và ý nghĩa có thể cho Hải xin một like, một đăng ký và ấn chuông thông báo để mình có thể cập nhật những tin tức mới nhất nhé. Hải xin phép dừng ở đây ạ.